Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả các khán giả đang đồng hành ở trên kênh Bản Em. Cháu sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Như cô bác có theo dõi được cái thước phim hôm trước thì bốn anh em thì có ngủ lại và trong vật liệu. Hôm nay là ngày chợ phiên cho nên là cháu Lực gọi em Sử với em Hải với cả em Vân nữa. Em Vân thì với ông là đi vào chợ rồi. Ông thì nay đi vào chợ mua gì? Không biết ạ. Không biết rồi à? Hay ông thì chắc là cũng đi vào để mua để ăn cho mình những cái bát phở rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực với lại các em thì cũng sẽ di chuyển đi vào chợ phiên để hôm nay thì cháu Lực cũng có nhận được một cái khoản là của bà An Phạm nữa. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ cho Sử là để mua lợn luôn, để mua gà luôn. Sử là tí mua gà luôn nhé. Vâng. Rồi đi. Đây, lấy điện thoại anh cầm cho tí rơi ấy. Đây, cho Sử cầm đi. Sử cầm điện thoại đi. Đi Hải cầm mà rơi là mất toang cái điện thoại em. Vâng. Đây, bây giờ thì ba anh em sẽ di chuyển đi vào chợ cô bác. Một tí nữa gặp ông thì sẽ rủ ông cùng ăn phở luôn. Nếu không gặp ông thì một tí sẽ mua phở để cho ông. Tối hôm qua thì ba anh em trong vật liệu trên kia cô bác cũng không có cái điều gì mà nó xảy ra cả cô bác ạ. Chợ phiên này thì một tuần ở trên bản này thì bà con là họp chợ có một lần thôi các bác. Hầu như là đến chủ nhật thì bà con thì mới họp các bác. Thời tiết hôm nay thì có vẻ là khá là nắng. Cháu Lực thấy là các chú ra bán hàng các bác thì căng hết cả bạt lên rồi. Thì thành ra là rất là khó nhìn các bác ạ. Sứ ơi, có mua gà trước không? À? Còn thế thì tí mua sau nhá. Vâng. Nhưng mà bảo chị bán gà này ý dọn lên sao rồi. Đấy, bây giờ thì cũng gần trưa trưa một chút rồi cô bác này. Đi ra vòng vòng cái hướng bên kia đi. Ra vòng cái hướng bên này đi. Còn như quần áo này mọi cái thì cháu Lực sẽ không mua cho các em nữa cô bác. Tại vì là cháu Lực cũng đã mua cho các em rất là nhiều lần rồi. Bây giờ thì di chuyển bên kia xem là bà con có những cái sản phẩm gì ở trên vùng cao này không. Anh à? Chưa anh. Ở bên kia thì cháu Lực nhìn thấy là có cái khu chợ này thì nó sẽ có gồm là dân tộc Nùng này và dân tộc Kinh và dân tộc Mông các bác. Chỉ không có ba cái dân tộc này là nhiều thôi. Ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là bà con mang đũa để ra bán này. Sử, nhà Sử có mang bán này không? Hả? Mang bán được không? Không ạ. Này khai cuồng cờ này. Hả? Cuồng thị thánh á? Tiếp thánh á? Ở đây thì là một húng như này thì là cô là bán 10.000 đấy. Thế thì bây giờ mua ủng hộ cô một chút. Lấy cho cháu 2 đi. Ông là ăn cùng. Ý áo. Ở đây thì cũng có cả gừng này. Năm nay thì nhà Sử không mang đi bán nữa nhờ. Gừng này thì bán bao nhiêu? Sử hộ anh hỏi cho nào.
Ủa mày, ổ xí lên cái chỗ ăn kìa. Hả? Ồ, lần lần nó mới lại, lên lần xám cho bố nó. Lên lần nó có này chơi. Ủa, tổ cũng này là. Ừ, tổ cũng này rồi. Nhà sử thì năm nay cũng trồng cái này là đủ ăn rồi nhỉ? Cái đúa này thì có vẻ như là rất là to và rất dài này các bác này. Ở đây thì bà con chỉ bón một ít phân vào thôi. À, bây giờ thì mua đồ xong mọi thứ, đi chợ phiên một vòng rồi thì giáo lực sẽ đưa các em đi ăn uống nước, xem ở bên kia có còn trò gì chơi không. Đấy, sau cái buổi hôm nay thì sẽ không có, anh em sẽ không còn đi chợ phiên đâu các bác. Tại vì là mấy anh em sẽ tập trung làm cái nhà của em Sử là nhiều các bác. Vật liệu mọi cái thì cháu Lực cũng đã lấy lên hết rồi. Ồ, cho thêm à? À, cho thêm được 4 anh nhỉ. Đây, để bà nhá. Sử cơm cho anh nhá. Đây, ở đây thì bà con cũng bán vải này, rất là nhiều vải này cô bác này, có cả chỉ nữa. Chào bà 30 thôi, 35 thôi. Hải thì có ăn bánh không? Hả? Có mua một chút bánh để ăn không? Hả? Mua cho Hải ít bánh nhá. Bánh này bán nào chị? Hải thích ăn loại bánh nào? Ăn loại bánh này nhá. Bánh thì là bánh tráng thì có bác này còn nóng hổi luôn. Do Sử là Sử mấy cái nhỉ? Sử với Hải là ăn được bao nhiêu cái? 5 gái đủ á? Thôi cái đấy thôi. Đi mua sao? Cầm đây. Đây đi. Ăn đi. Cái này thì anh em mình ăn mới một cái luôn tại đây đi nhỉ? Cảm nhận cái vị bánh của nó đây. Sử ăn bánh nào? Chị ơi không có giấy à? Cái này là như kiểu là ăn bóc luôn một chút rồi các bác. Ăn bánh nha. Cái này là bánh trưng hả chị? Ồ, có cả bánh trưng để bán này các bác này. À, Hải. Hải ăn bánh nào? Ăn cái này thôi. Anh ăn cái này rồi. Tìm cái muội muội ăn một tí. Bánh này thì được làm từ những cái gì chị? Từ gạo nếp à? Bên trong thì có nhân gì không? Đố à? Có thịt à? Không, bánh thì bánh ngọt hả? Ừ. Là bánh trứng. Ừ. Bánh này thì mình ăn ra không có nhân. Thấy ở bên trong này thì gồm có nhân này có ba, nhân là nhân đố. Ừ. Mấy anh em chỉ đi thưởng thức muối bánh là một vị thôi. Thì một tí nữa là còn đi ăn phở đâu ba. Cái gì cũng ba chính nghĩa. To bé bằng tiền nhau hết đấy. To bé bằng tiền nhau hết. Cái gì cũng ba chính nghĩa. Bác thủy tinh. Cho đi nữa à? Quên, nay vừa này quên. Xin mời tất cả các bác anh chị là cùng ba anh em ăn bánh. Nồi đun bếp ga, nồi đun bếp từ là cứ 39.000, 39.000 một thứ. Chậu nhôm, chậu lất, nồi nhôm, nồi lất, bao thuốc, chạy cối mâm tiêu, xong rồi thao chậu là cứ 39.000 đồng. 39.000 đồng là bà con quá thì mình là... Có vẻ là khá là ngon đấy các bác, trong lúc mà đang đói ấy. Anh em mình thử mỗi người một cái nhá. Xong thì lại lên trên anh em mình lại xem bánh khác để ăn nhá. Bao tiền đấy chị? Bao tiền đấy? Này bánh tròn là 6 gái à? 1, 2, đúng bánh tròn 6 gái. Bánh 2 gái, bánh là 1 gái. Cái thôi bạn hiệu là ăn luôn một cái đi. Ô, bánh này chị cũng lấy chiên à? Có vẻ như là chiên dầu rất là nhiều ấy nhỉ? Ngon không? Có à? Bánh này là gọi là bánh gì bánh chị? Bánh quẩy à? Rồi anh em mình lại đi thôi nhỉ. Còn bán gà không anh? Gà bán đâu? Ở nhà á? Hả? Trở về nhà thế tí em quay lại nhà đấy. Sử đi Hải đi có kiếm cái mú nào để mua không? Thế nào? Lấy mú này không? Mú có á?
Kem đánh răng xà phòng thì mọi cái còn không? Không có hết à? Chưa hết à? Ông thì không biết là đi đâu rồi nhỉ? Anh em mình di chuyển sang bên kia đi mua ít thịt đi, mua ít thịt trước đã. Thế bây giờ thì sẽ đi mua ít thịt cho xử với Hải luôn cô bác. Hầu như là bây giờ thì bà con mà bán những cái đồ đặc sản thực phẩm ấy, hình như là bà con đi về hết rồi sao ấy. Không, có vẻ như hôm nay bà con rất là đắt hàng cô bác. Bây giờ thì toàn những cái hàng mà giày dép mọi cái thôi. Nào nữa nào. Không có lại. Ờ, không gặp à? Làm nữa mà. Có thể hơn được lắm. Con. Mẹ ơi, hơi khá rồi. Đây. Bắt tôi thế ạ. 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 Hả? Ồ, một cái nó rồi chín đấy. Yêu màu quả khá bây giờ. Mấy nước ăn đấy nè. Đấy, nước. Đạc vai. Đạc vai ạ. Bao chữ cắn á. Rồi làm, nước không cắn. Sử đi chợ thì biết chọn thịt đâu? Có à? Thế thịt này được không? Được à? Đây mua thịt này cho Sử nhé. Vừa nạc thế này đúng không? Vừa mớ vừa nạc ăn nó mê. Ôi được chọn hay, ôi được chuẩn nhất nhỉ. Từ đã. Bớt 20.000 đúng không? Hả? Bớt 20.000 đây. Bớt rồi. Du bảo bớt 20.000. Bớt thêm 20.000 nữa. Tiền là cứ hơi chậm mơ hơi để lao lên trường vào mưa. Là tham mạo hiểu. Mau ra cạnh quán. Đây, sửa cơm đi. Rồi đi. Không biết là Vân, không biết là em Vân em đi đâu rồi cô bác. Chắc là có khi là em đi ra chợ để em đi chơi rồi. À, vào đây, vào đây. Bây giờ thì anh em mình đi bây giờ thì chắc là anh em muốn di chuyển đi ăn phở một chút cô bác. Phải lo phải đưa chín phở lo. Bây giờ thì mấy anh em sẽ di chuyển đi ăn phở một chút cô bác ạ. Ô hôm nay gặp nhiều đấy nhở. Nên phở mẹ ta ơi. Hả? Hả? Nước mít chịp bà à? Nước mít thêm mà. Vâng. Phở quán bên này thì là hết rồi cô bác ơi. Ê, hôm nay thì có cả bạn kia là bạn gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Em của gì nhỉ? Trừng. Em của Trừng đúng không? Hay lên đi ra chợ phiên này cô bác này, kèm theo đó là mặc cho mình những cái váy mà váy mông, váy đồng bào của dân tộc mình cô bác. Bây giờ thì hết anh em mình di chuyển ra quán bên kia đi. Hôm nay thì có vẻ là chợ phiên này rất là đông cô bác. Hầu như là một số quán thì đã hết phở từ rất là sớm rồi. Để ăn phở xong mọi cái rồi, uống nước rồi thì đưa Sử với Hải là đi mua thêm gà luôn. Đấy, đi vào quán này đi. Đấy, anh thấy quán này vẫn còn này. Bao con phở không bà? Còn mà. Còn 4 bát không? Ồ, chú này còn 5 cân phở đấy. Tôi làm cho 4 bát đi. Đây thì có phở gì bà? Phở gà, phở lộc gà. Phở gà. Thế lấy cho cháu phở tổng hợp đi. Làm cho 4 bát phở tổng hợp nhá. Đây, ra ngồi bên này đi. Anh em mình ra chọn vị trí đi. Có vẻ như Ninh Cắt Tóc nhỉ? À, Hải ơi. Sau một quãng thời gian mà mấy anh em lượn lờ thì cũng chỉ mua được một chút thịt với thà thôi cô bác. Một chút bánh thôi. Kiếm ít giấy để lau bàn nữa nhỉ. Bà ơi, có giấy không bà? Đây ăn này. Hôm qua Sử ngủ ngon không? Có ạ.
Có à? Ngon đấy, vật liệu mướt thì sao? Ai đi không biết hôm qua anh trông vật liệu không? Tối nay lại tiếp tục trông tiếp đấy. Tối nay mà chưa chở hết đấy. Ngồi ăn mình lâu với bạn đấy. Vừa rồi thì gặp ông thì ông cũng đã ăn vừa mới ăn xong rồi cô bác. Còn mấy anh em còn lại thì chưa có ăn. Hôm qua thì em Vân cũng có cùng cháu Lực với lại em Sử với lại bạn Hiệu trong vật liệu trên. Nhưng mà vừa rồi em ấy cũng bảo là em ấy đi đưa mẹ đi về rồi, cho nên là không có ăn cùng mấy anh em được. Thế còn thịt này thì tí mua về thì biết cách làm để không cho nó bị mùi đúng không? Cứ làm hết rồi đúng không? Đấy, xong một tí thì đi xuống dưới kia mua gà nữa nhá. Đấy, hôm nay thì đưa các em đi chợ phiên thì cũng là một cái, đáng lẽ ra là hôm nay sẽ có cả ông này, nhưng mà ông thì ra đến chợ ăn phở xong thì không biết là ông đi về hay là đi đâu rồi cô bác, cho nên là mấy anh em không có tìm được. Chợ phiên thì rất là đông người, chỉ có là em Hải với em Sử thôi. Hôm nay mặt buồn đấy, đói à hả? Đấy, còn như hai anh em thì anh có dặn nhá, có bác nào mà nhắn tin rồi thì đừng có bấm cái nút like nhá. Đấy, mình chắc là các em vừa mới dùng cho nên là các em không có biết khoản này, thì rất là mong các bà sẽ thông cảm cho các em. Đấy, một bát phở trong rất là thơm ngon này cô bác này. Đấy, bát phở này thì bên trong sẽ gồm là gà này, gan này, với lại lòng nữa, cả tim cợt nữa. Bây giờ thì cho ít gia vị vào nữa là ok rồi. Cho tí ớt. Cho tí ớt. Mục cao chỉ có ăn ớt. Mục cao thì đi vào chợ phiên không bao giờ thiếu được cái món ớt đỏ này cô bác này. Ớt này thì nó rất là đỏ nhưng mà nó không có cay mấy đâu cô bác. Đấy, được gọi là mình để tạo màu của nó thôi. Rồi anh xin nha. Cho chút mì chính vào nữa. Gia vị ai ăn bao nhiêu thì tự để bao nhiêu nhá. Hôm nay chắc là hết dọc xóm mới sao rồi. Đây, còn bây giờ thì trước khi ăn thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng bốn anh em ăn sáng. Con mời quý ông bà cô chú anh chị cùng bố anh em ăn sáng. Này cũng thế. Hai anh em mày. Bà cũng biết về hai anh em này à bà? Ơi. Không biết à. Thằng này nó vừa biết để ra được một tháng, mẹ nó bỏ đi lấy ông bác nó thôi. Không có cái gì, bà nó lấy cái rừng à, như thế này cho nó ăn cũng ăn được, cô bạn đi làm một cái bút đi cho nó, cho bà nó đi cho lên đường cho nó bú đấy. Thế tính ra cái trà xanh lan cho. Thế tính ra là Hải là lớn lên từ bằng đường cô bác ạ, chứ không phải là bằng này rồi nhỉ? Đúng rồi, thằng này rồi. Mai kia mày lớn là phải nhớ đến bà đấy. Không. Chai trà xanh bà làm cho mà. Bà là bà làm cho luôn à? Bà làm cho bà nó để nước đường cho nó uống ấy. Được nước có một tháng. Thế là bà bán phở này cô bác này, thì là trước kia làm cái ti giả đấy, thì là cho Hải cho Hải để uống sữa này. Bà chắc được cũng ở đây lâu năm lắm rồi nhỉ? Mình sinh ra lớn lên đây mà. Ở đây làm mà. Hầu như là hoàn cảnh của các em ngày ở trên xã này ai cũng đều biết cả cô bác ạ. Bố nó mất, con mẹ nói là đi lấy chồng mới. Bây giờ bà nó mất rồi, chỉ còn ông nó thôi. Vâng. Bà ông cháu, bây giờ ba ông cháu nhỉ? Ông bà này cũng khổ. Nuôi con của cháu ông bác, anh trai của bố nó, hai thằng lớn rồi, bây giờ đi làm đi rồi. Xong thì lại nuôi hai thằng con của thằng út. Xong là nuôi cháu thôi.
ông dế có hay ra đây ăn phở không? Đó. Nó hay về, thế này thế nó về quán này. À. Nó bỏ khi thì nó cũng hay về. À. Anh đã hiểu đi phở trước hết rồi. Bây giờ thì mấy anh em cũng đã ăn xong rồi cô bác, còn mỗi em Hải thôi. Em Hải thì em mới bé thì ăn chậm hơn, cứ ăn từ từ nhá. Để bây giờ để anh ra gửi tiền á. Con bao nhiêu bà nhỉ? Hả? Cậu cháu bao nhiêu nhỉ? 100.000. Đây cháu gửi. Ăn đây. Để từ ở mẹ mới vừa ghế đâu mà. Bây giờ thì ở ngoài chợ phiên thì bà con cũng đã gần hết chợ rồi các bác. Bây giờ thì cũng khá là muộn đấy. Bây giờ thì mấy anh em chỉ có đi mua thêm gà nữa thôi. Mua thêm gà của em Sử. Mua thêm gà cho em Sử nữa. Đấy, bây giờ thì mấy anh em cũng đã xong rồi. Cầm hết đồ đi nhá. Hải cầm kia rồi nhá. Nên bây giờ thì chắc là di chuyển đi xuống cái kia để mua cho Sử một ít gà của bác. Cái khoản này thì Sử ơi, mua dấu về này. Thêm quả dưa chứ. Dưa này bao tiền cân? Quả nào ngon nhất? Quả nào giả? Tí mà em mang đi bổ mà chua là em mang giả đấy nhá. Dưa thì lâu chua, dưa mới thì sao? Hai trăm rưỡi bao tiền gì? Sử đấy có bao giờ ăn quả này chưa? Chưa à? Thế mua Sử thêm một cân nhá, cân quả này nhá. Nên là chị lấy từ bóng em gái. Cái quả này thì lấy từ đâu về bán gì? Đây Lào Cai á. Bỏ cái này ra cho nhẹ tí, không tí nó nặng. Không bác, cái này nó nhẹ được bao nhiêu? Không tí được cân nặng. Nó lót để cho khỏi phải dập đấy chứ còn nó nặng được bao nhiêu cái này. Rồi, đây. Đấy, 4 quả. Tí mấy ông cháu về đủ ăn rồi. Cân 7. Cân 7. 34.000. 34.000. Cộng cái này là bao nhiêu? 34, cái này là 37. Là bao nhiêu? 71.000 đến 70.000 à? Bớt cho em 1.000 à? Ui. Đây, cầm cho anh nhé. Thanh niên này đâu ấy? Ở chơi à? Anh này chợ thì các thanh niên ở trong làng Sử thì cũng chạy ra đi chơi hết rồi cô bác này. Đi chợ mua được cái gì? Mua cái này ơi. Cái này để làm gì? Cái này để làm gì? Ớt. Còn cái này? Cái này bướng xe. Bướng xe à? Vâng. Còn cảm thấy là thiếu thứ gì không để mua nốt hả? Còn là thiếu thứ gì không hả? Không thiếu nữa à? Ôi da trâu này cô bác này. Này khái ốc khái à bác này à? Này ốc khái ốc này bác này à? Ốc hả lẽ? Ốc hả lẽ? Ủa cái này là cái da trâu để mà bán được cô bác. Không biết là để làm gì. Ồ đấy là da trâu này là để sau này để nhuộm vải các bác ạ. Không biết là bây giờ gà thì người ta còn bán ở đây không. Ôi Sử thì Hải thì nóng quá, ra đây anh lấy cho cái mú này. Ra đây. Ui bao tiền gì? Đây cho đỡ nắng, cho nắng quá, hợp không? Chọn màu này không hay là chọn màu khác? Hả? Màu nào cũng được. Hả? Chọn màu nào? Thích màu nào? Thích màu nào? Ờ, lấy màu này nhá. Đi học thì có giày chưa? Rồi giày thì có hết rồi đúng không?
Hả? Không. Có giày chưa? Không thì làm đôi giày mới. Giày có hay chưa? Có nhưng mà cũ. Có nhưng mà cũ à? Thế thì chọn lấy một đôi mới nhỉ? Giày này bán thế nào chị? Bé quá. Bé quá, xử đi hay hả gì đi số bao nhiêu? Đây còn hôm nay xử thì đi đôi dép của bà An Phạm, đôi giày của bà An Phạm gửi cho này cô bác này. Cái đôi giày này thì được gửi từ rất là xa cô bác, gửi từ bên Mỹ sang. Chị lấy cho em cái màu khác một tí đi, màu trắng này thì sợ trẻ con bẩn nhanh quá. Màu đen ấy. Nào xử ra đây xem nào Hải. Đấy hay đợi. Test luôn đi. Nhưng mà chọn đi xử Hải thích màu nào. Hải thích màu nào? Để... màu nào cũng được ấy, nhưng mà màu mình phải thích cơ. Đây Adidas này này. Màu đây to quá anh ạ, đôi chân nhỏ. Cứ thử xem đó. Ôi nơi này hình như là nhỏ rồi, nơi này không thể thử đâu, nhỏ rồi. Nơi này thì nhỏ rồi. Nên đừng bỏ xuống đất này. À, không bỏ xuống đất này. Thế anh lấy cho em cái túi bóng đi, để okay. Em lót vào. Em lót vào chân đi này. Này tí lọ, tốt đi. Vừa chưa? Tất ra tất về nhà còn không? Không mà à? Hả? Không à? Hải theo hai đôi này Hải thích đôi nào? Thích đôi nào? Thích đôi này hơn à? Ồ thế thì lấy đôi này đi. Hải lấy cho em thêm một hai đôi tất này. Hải lấy đúng rồi đó. Một màu đi dễ xem dễ. Một đen này gì? Thích đôi này hơn à? À sau một cái quãng thời gian mà xử với hai lựa chọn đấy cô bác thì lại thích đôi giày này hơn này. Đôi giày này thì nhìn màu má nó cũng rất là đẹp nào, thử xem nào. Thử đi. Vừa không, phải đến tận đây nhá. Không thì cho nó to ra một tí cũng được, lúc mà mình đi tất vào ấy thì là nó hợp rồi. Được rồi đúng không? Rồi. Không trượt đầu ngón chân đâu đúng không? Rồi ok như này ok. Đôi này là trông nó nữ tính hơn. Hai đôi tất nha. Vâng, lại xem hai đôi tất nữa. Đây. Hải thì đi số bao nhiêu nhỉ? 37. Size 37. Đây, nhớ xem. Đây, đôi làm thêm hai đôi tất nữa vào này. Đấy để cho em cái túi bóng. Đấy. Túi này có vẻ được phết đấy nhỉ? Mua đâu? Đây, để đây. Bao tiền anh chị đôi giày này? Bớt cho em tí được không? Em cả tất thì lấy 200. Cả tất thì 200 à? À thế là coi thế như là bớt cho hai đôi tất. Thế là coi như là tặng là hai đôi tất được cô bác. 250.000. Anh em mình lấy chỗ đi lại tí lần sau còn vào mua. Em... dạ. Bản em anh ạ. Hả? 250 hả chị? Ờ là cả mũ. Cả mũ à, cả mũ 250 đúng không? Tí nữa quên. Tí nữa thì quên cả mũ. Đi thôi. Bây giờ thì đi chọn cho Hải với Sử là gà luôn cô bác. Không biết là gà bây giờ còn không. Nếu mà không còn thì một tí mấy anh em sẽ di chuyển ra bên kia để mua. Đây à? Hả? Phải mua cò thế này à? Ôi phải mua chứ. Để bò cho nó cắn gà nữa. Mới có 4 con này, 3 con thôi à? Cháu tới đây nè. Cháu đâu cứ. Cháu khải một khải nè. Chia bán em gà đấy. Đấy vừa rồi thì mấy anh em cũng đã di chuyển ra đến đây để mua gà này cô bác này. Cái gà thì bán Phạm cũng có dặn cháu Lực là mua 8 con. Đây cho anh 8 con đi. 8 con thì tặng thêm 1 con nhá. 8 được không? Con thì cho 9 con. Bảo mẹ mua 8 con thì tặng 1 con đi nhá. Vâng. Mua suốt là gì nữa?
gia cầm bao cháu. Sự gia cầm đi em. Mua 8 con thì tặng 9 con nhá. Tặng 9 con rồi đấy à? Dạ. 16, 17 con à? Không, tặng 1 con thôi. Thì là 9 con. Gà này có mua 1 tặng 1 đâu chị. Cái gà này thì hoàn toàn là bằng chân đen hết này. Lấy tiền bán. Đấy là gà đắt rồi em. Gà này là 90 à? Vâng. Đấy là rẻ cây sáng này bán hết. Cái khoản 100 đô của bán Phạm thì bà cũng có dặn cháu Lực là hôm nay đưa các em đi chợ và mua thêm cho các em thêm 8 con gà nữa. Thì khoản đấy một tí còn dư ra bao nhiêu thì cháu Lực sẽ đưa cho em xử luôn. Đây để cho chú hai con một đi, tí sợ đến nhà nó chết đấy, nắng như này ấy, hiểu không? Ôi cái bao này nhìn to đấy. Bao to thì cũng để vào đây. Đây vừa rồi thì ở chợ cái thì không có cô bác ạ, thành ra là bây giờ anh em phải di chuyển ra cái chỗ mà hôm nọ là mấy chỗ. Chỗ này thì là mấy anh em mà thường mua hết rồi cô bác này, cho nên là bây giờ cũng là khách quen rồi, thành ra là chắc là cũng bớt ít giá, bớt một chút. Đấy à. Cái dây đâu nhỉ? Để bác coi này lực. À. Đây. Sử vừa rồi lấy cái gì buộc đấy em? Nào bây giờ để anh, để bạn kia lấy. Không cần thò đầu nữa nha. Không, đốt này là được rồi mà. Có dây không? Buộc. Đây. Dây đâu rồi? Lấy ra cái hết rồi à? Xử lý ra căng của em đi. Tám con chưa? Đủ chưa? Đây 6 con rồi, kia 2 con đủ 8 con rồi đúng không? Đấy bây giờ lịch tìm mà dây về cho chú buộc đi. Dây đâu? Cuốn nó vào. Hả? Đây dây buộc đi. Mua dây à? Cuốn thế này thì tí nó chả trượt hết à? Này cắt thử đấy. Đấy, cái thùng đấy đấy, con nhìn nữa. Đây, lấy dây ra cắt, buộc này. Từ đây. Đây đây, sự buộc đi em. Được hết rồi. Buộc dao đây này. Chị chuẩn bị đi đâu à? Cưới. Đi ăn cưới á? Đi ăn hôm nay ăn cưới ở đâu? Dưới này. Ăn cưới dưới này à? Nhà trai nhà gái gì? Nhà gái. À. Chị à, bây giờ chị cân cho em đi. Con cân cho chú đi. Đã cân tất cả là bao nhiêu cân à? Đấy phải nói là hầu như là bán Phạm gửi tiền về cho Lực thì đều bảo các em là mua gà về. Cái gà này thì vừa nuôi về để nuôi này, xong là vừa mua đây về để nuôi này. Bao nhiêu cân? 5,4, 5,5, 4,2. 5,4 à? Cộng 5,5 cộng 4,2 4,2 bằng 15,1. 15,1 cân. 15 cân. 15. 15,1 là
15,1 lạng. Không phải 15,1 cân, đấy là 36 cân rồi đấy. Rồi, bằng 16 cân. Em nói ấy. À, là 15,1 lạng. 15 này nhân cho 90 à? Vâng. Là bằng 1.350.000. 1.350.000 à? Vâng. Bây giờ em chuyển khoản chị nhá. Chị có số tài khoản không? Có, em chuyển cho chị cũng được. Dạ. Kết mã ở đây chuyển cho chị cũng được. Cút cho chị khóc đi. Nó đòi kéo mẹ. Đây, em quét đi. Cái này là cái gì đây chị? Bạc à? Lì thì phui luôn chị. Đây em chuyển nha. Chuyển nha. Được chưa? Rồi. Đây, bây giờ thì để hết lên xe xử nhá. Để hai túi thôi. Để hai túi á. Còn một túi để anh cầm cho. Nhá. Một túi thì để anh cầm cho đi ra kia đã. Dạ thôi thôi chị ơi. Thôi. Ôi lại nước này mất tiền không? Dạ. Không mất à? Thế cho à? Em cảm ơn nhé. Đây thì mua thường hay mua gà của nhà chị chủ quán đấy các bác. Thì còn được tặng thêm cả nước nữa. Thế bây giờ thì mấy anh em sẽ di chuyển ra cái phòng trọ của cháu Lực rồi. Cháu Lực sẽ tổng thể là hôm nay anh em đi chợ là hết bao nhiêu, chi tiêu hết bao nhiêu các bác nhé. Để đi trước đi. Thưa các bác, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã đi chợ phiên này và mua được những thực phẩm cho em Hải và em Sử. Còn cái khoản này thì là hôm nọ bán Phạm có gửi cho cháu Lực. Và hôm nọ thì bà không có nhắn tin cho cháu Lực dặn là đưa các em đi chợ phiên và mua cho các em thêm những cái vật dụng nào mà các em cần. Nhưng mà điều quan trọng nhất là vẫn phải mua gà cho các em. Vừa rồi thì mấy anh em đi chợ phiên về thì cũng cảm giác là như kiểu khá là mệt đấy các bác. Thì bây giờ cháu Lực sẽ pha một chút mật ong này. Cái mật ong này thì cháu Lực đều uống vào buổi sáng hoặc buổi tối các bác. Thì nó sẽ giúp cho sức khỏe mình, nó ngăn ngừa cái bệnh tim mạch, rất là tốt cho sức khỏe của mình các bác. Hay mật ong thì cháu Lực đổ xuống thì rất là đặc sệt các bác này. Đấy, bây giờ thì mấy anh em làm mỗi người một tí cho nó khỏe khoắn người đó. Tại vì cháu Lực không hiểu sao là mỗi lần đi chợ phiên về là cảm giác như là người mình nó cứ bị mệt mỏi vậy, ỉa oải kiểu gì ấy các bác ạ. Cảm giác như là mình đi nhiều hay sao ấy. Hay là không biết là vào nơi đông người thì bị như vậy. Đấy, cô bác nhìn thấy những giọt mật ong của cô bác này chảy xuống này rất là đặc sệt ấy. Đấy, Sử đổ thêm ít nước nóng vào đây đi. Đấy, nước này thì là nước sôi để nguội nguội một chút thôi cô bác. Đấy, vừa thôi. Đấy, đối vào trong. Đấy cô bác này, đây thì là cái mật ong. Nếu mà cô bác mà mua phải những cái mật ong giả ấy thì mình đổ cái nước ấm xuống thì nó sẽ không có bị động lại ở dưới đây cô bác này. Đấy, đây nó vẫn động lại ở dưới đây, mình phải khuấy lên thì nó mới tan được. Đấy, ở đây thì là cái cách nhận biết mà mật ong ấy cô bác. Đấy, cháu Lực cũng trong thời gian vừa rồi thì đi thu mua vào mật ong và cũng có tìm hiểu thêm rất là nhiều những cái công thức mà mình thử mật ong ấy, mật ong nào là mật ong thiệt, mật ong nào là mật ong giả đấy các bác. Thì cháu Lực cũng đã biết cái cách này của bác này. Đấy, mật ong của cháu Lực thì lúc mà đổ nước ấm xuống nha các bác này, nó còn động lại ở dưới này này, không có tan luôn các bác này. Đấy, nó tan thì nó tan từ từ này, mình phải khuấy nhẹ nó lên thì nó mới tan được. Đấy, khuấy nó lên đi. Bây giờ đây, Sử khuấy nó lên đi. Ba anh em làm một cốc mật ong, trông là anh em mình cảm thấy mới khỏe khoắn được các bác. Đằng sau của cháu Lực thì cũng có một cái gian hàng nhỏ nhỏ của bác. Gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Lực thì gồm có mật ong bạc hà này và mật ong rừng, cộng thêm là mật ong khoái nữa. Và có thêm là hạt dổi với lại chè săn tuyết của bác. Nếu mà có cô bác nào muốn quan tâm tới gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Lực thì có thể điện thoại qua cháu Lực qua số điện thoại ở trên màn hình. Thì cháu Lực sẽ tư vấn ký cho cô bác hơn. Còn trên tay cháu Lực đang cầm thì là mật ong khoái rừng này cô bác này. Mật ong khoái thì màu nó sẽ đậm hơn là mật ong rừng cô bác nhé. Mật ong rừng thì màu nó sẽ nhạt hơn cô bác. Đấy, mà anh em mình uống tí đi xong là
xong là cũng chuẩn bị là đi về rồi nhỉ. Ngày chiều nay anh em mình thì lại chuẩn bị thêm rất là nhiều cái công việc đấy, thời gian này á. Hay là cái khoản 100 đô của bà An Phạm thì đổi ra tiền Việt từ cái thời điểm mà cháu Lực nhận được là 2.430.000. Thì hôm nay cháu Lực mua 2 cân thịt lợn là 260.000 và mua hoa quả là 70.000. Mua giày mũ cho em Hải là 250.000. Anh em đi ăn là hết 100.000. Anh em đi uống nước là hết 100.000. Mua một chút bánh nữa cho Sử với Hải là 20.000. Và mua 8 con gà. 8 con gà thì rơi vào tầm là 15 cân, là 1.350.000 các bác. Mọi những cái chi tiêu thì cháu Lực đều là đã ghi hình lại. Cô bác anh chị thì cũng đã biết rồi. Và tổng cái số tiền hôm nay cháu Lực vị chi cái khoản 100 đô là 2.150.000. Đấy thì bây giờ còn dư là 280.000. Thì 280.000 thì cháu Lực sẽ gửi cho em Sử luôn, thì em ấy sau này đi mua thức ăn. Như hôm trước thì Sử mua thức ăn thì đã hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi à? Đấy. Hôm nay thì anh mua thêm gà này. Gà này thì là cũng được bà An Phạm là gửi cho anh và nhắc nhở anh để anh đi mua. Đấy, còn dư là 280.000 đấy. Dư 280.000 thì anh cũng gửi cho em luôn này. Bây giờ thì hết cái khoản là tháng 10 bà An Phạm gửi cho em rồi nhá. Vâng. Cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Trong thời gian qua bà đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Hàng tháng bà đều gửi tiền thức ăn cho các em. Đều có thể nói là bà chỉ theo dõi những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên. Nhưng mà bà cũng rất là tin tưởng cháu Lực. Đều hàng tháng đều gửi cho cháu Lực để đưa cho các em. Hải với Sử thì có nhớ bà An Phạm không? Có. Cái bà An Phạm thì hầu như là gà của các em thì là đều là bà An Phạm mua cho cả. Vâng. Đấy. Nói là bà An Phạm rất là quan tâm tới các em luôn. Vâng. Cảm thấy là mật ong uống vị nó như nào? Thơm không? Có. Thơm nhỉ? Vâng. Mày uống một cốc xong tí mình đi xe cảm giác nó khỏe khoắn người hơn. Mật ong này thì nó cũng có công dụng mà làm thuốc rất là nhiều đấy. Cái công dụng của mật ong này thì chắc là em không chưa có biết nhiều đâu nhỉ, chỉ biết là nó là uống giúp cho mình đỡ ốm thôi nhỉ. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công dụng là ổn định cái huyết áp của mình này, ngăn ngừa cái bệnh tim mạch này, giúp cho cái giấc ngủ ngon hơn và tăng cường cái hệ miễn dịch và làm giảm viêm họng, chống lão hóa, tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, giảm ốm nghén và có thể là tốt cho bà bầu nữa. Bà bầu thì dùng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đấy, Hải thì gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Con cảm ơn bà An Phạm đã luôn luôn quan tâm cho ba ông cháu. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Con cảm ơn bà An Phạm. Và trong thời gian tới thì nhà của các em thì sẽ bận rộn nhiều hơn đấy cô bác. Thì bây giờ lúa thì cũng đã thu hoạch xong hết rồi nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì mình ở nhà chỉ có đi lấy cỏ với lại đi lấy củi thôi nhỉ? Vâng. Đấy, trong thời gian này thì chắc chắn là sẽ bận hơn. Thì em cũng có thể là ở trên đấy thì hộ anh là thứ nhất là xem cái phần là vật liệu thôi nhá. Vâng. Đấy. Rồi mình vận chuyển hết vào thì đến lúc đấy rồi thì đội thợ người ta sẽ vào là đào móng. Đấy, bây giờ thì mình không phải vận chuyển hết, mình chỉ cần vận chuyển được những cái mà cần thiết hay là một nửa trước thôi. Vâng. Đấy thì đội thợ sẽ vào. Đấy, trong thời gian tới thì có những cái mà cháu Lực còn làm sai sót ấy, thì rất là mong quý ông bà, cô chú anh chị sẽ đóng góp những ý kiến. Có thể là để những ý kiến của cô bác ở dưới phần bình luận, hoặc là có thể cô bác có thể gọi điện thoại cho cháu Lực trực tiếp. Bây giờ thì có thể là cháu Lực nghe điện thoại và là bạn Hiểu nghe điện thoại của bác. Bạn Hiệu thì cháu Lực cũng đã giới thiệu lên rồi cô bác. Bây giờ bạn sẽ đồng hành cùng cháu Lực để đi trên cái con đường mà làm thử nghiệm trên vùng cao này cô bác này. Thế còn cái số mà nếu mà cô bác cần công việc ấy, thì cô bác có thể điện thoại qua cho cháu Lực qua cái số mà 0377001 và 355. Còn là cái số mà cháu Lực để bán hàng với cô bác thì là cái số mà 0397067 và 255 cô bác. Cái hai số đấy thì số 355 thì cháu Lực sẽ cầm nhiều hơn, còn cái số mà 255 thì là bạn Hiệu sẽ cầm mà nhiều hơn cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nhỏ nhỏ, rất là mong cô bác anh chị sẽ đóng góp những ý kiến
cho Hoa Chuẩn Lực với lại bạn Hiệu có thêm rất là nhiều kinh nghiệm để sau này có thể đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Còn là cái thức phim hôm nay thì chắc là Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bảng Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Chào Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.